quý vị và các bạn, trên khắp các ngả đường từ thành thị đến nông thôn, đâu đâu cũng rực rỡ cờ hoa, biểu ngữ, pano áp phích tuyên truyền cho ngày bầu cử 22 tháng 5 năm 2016. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đã được các địa phương hoàn tất, sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân. Xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương có 6 đơn vị bầu cử cùng 12 khu vực bỏ phiếu với tổng số 4.566 cử tri. Do địa phương có số lượng lớn lao động đi làm ăn xa, vì vậy Ủy ban bầu cử xã đã tiến hành kiểm tra, rà soát lại danh sách cử tri, đảm bảo đúng, đủ, chính xác theo quy định của pháp luật. Chúng tôi đã tiến hành họp Ủy ban bầu cử và các ban bầu cử và các tổ bầu cử để triển khai, rà soát lại cái danh sách cử tri, làm sao đảm bảo tính chính xác. Và cái này thì chúng tôi đã họp và có những cái thông báo giao nhiệm vụ cụ thể cho công an và cán bộ lao động thương binh xã hội cùng với lại các trưởng thôn, các tổ trưởng rà soát lại từng đối tượng, ví dụ như đi xuất khẩu lao động nước ngoài, các đối tượng đi làm ăn xa. Cùng với việc vận động các hộ gia đình treo cờ Tổ quốc, thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc đang khẩn trương thực hiện trang trí 8 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn, đảm bảo trang trọng, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các khu dân cư. Thì chúng tôi đã tiến hành thực hiện cơ bản xong 8 trên 8 tổ với đầy đủ các cái băng rôn, khẩu hiệu theo các nội dung đã được hướng dẫn, và tại các điểm bỏ phiếu đều được bố trí các cờ Tổ quốc, cờ Đảng và cờ chuối theo hướng dẫn, bố trí các cái bảng niêm yết danh sách cử tri, niêm yết tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên được bố trí riêng rẽ và đảm bảo theo đúng cái hướng dẫn. Việc cử tri thực hiện bỏ phiếu đúng luật, hợp lệ có ý nghĩa quan trọng nhằm đảm bảo tập trung tỷ lệ phiếu bầu cũng như đảm bảo thành công của cuộc bầu cử. Vì vậy, xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên tích cực tuyên truyền về cách thức bỏ phiếu cho cử tri nhân dân. Tuyên truyền về luật bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp qua hệ thống loa truyền thanh đến các thôn dân cư, đảm bảo sâu rộng, và tuyên truyền hướng dẫn tới nhân dân về cái cách tham gia bỏ phiếu trong cái kỳ bầu cử Quốc hội khóa 14 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, đảm bảo cái đúng theo tinh thần hướng dẫn của luật. Xã Cao Phong, huyện Sông Lô là xã miền núi, địa hình phức tạp. Để chuẩn bị cho ngày bầu cử thành công, Ủy ban bầu cử xã đã chủ động xây dựng các phương án dự phòng nhằm kịp thời xử lý các tình huống có thể xảy ra tại các khu vực bỏ phiếu. Tiếp tục làm công tác tuyên truyền, vận động 100% cử tri đi bầu cử và có phương án đề phòng mất điện, phương án phòng chống có thể diễn ra mưa lốc, mưa rào trên địa bàn. Đặc biệt, chỉ đạo lực lượng công an, lực lượng quân sự phối hợp tuần tra canh gác đảm bảo an toàn trong trước, trong và sau ngày bầu cử và đảm bảo an toàn cho ngày hội toàn dân tham gia bầu cử. Đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, công bằng và đúng quy định của pháp luật, xã Văn Quán, huyện Lập Thạch đã tích cực tập trung nâng cao kỹ năng cho cán bộ làm công tác phục vụ bầu cử, đồng thời phân công cán bộ xuống hỗ trợ các tổ bầu cử. Trong ngày bầu cử thì đã giao cho lực lượng công an, quân sự và ban chỉ đạo xã xuống phân công từng đồng chí xuống cùng với tổ bầu cử để tức là thực hiện theo cái luật bầu cử và triển khai các cái nội dung theo quy trình hướng dẫn cũng như là thực tế ở tổ bầu cử thì chúng tôi đã triển khai và dự đoán các cái tình huống xảy ra thì cũng đã hướng dẫn cho tổ bầu trưởng, tổ bầu cử và các thành viên tổ bầu cử để làm tốt cho cái công tác bầu cử. Trên các tuyến đường chính liên huyện, liên xã và trục đường thôn tại xã Cao Minh, thị xã Phúc Yên, các băng rôn, khẩu hiệu, pano áp phích tuyên truyền về bầu cử treo ở những vị trí trang trọng nhất. Qua đó khích lệ tinh thần, động viên cử tri, nhân dân tham gia đi bầu cử đầy đủ. Chúng tôi có 9.830 cử tri. Cử tri thì rất tin tưởng vào những ứng cử viên. Và cử tri cũng sáng suốt để lựa chọn những ứng cử viên có đủ điều kiện về sức khỏe, đức, tài, rồi trí tuệ để đảm nhiệm cái nhiệm vụ của người đại biểu Quốc hội
và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp. Cùng với sự nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể chính trị xã hội tích cực chuẩn bị đầy đủ mọi mặt cho cuộc bầu cử thành công, các cử tri nhân dân Vĩnh Phúc đã chủ động nâng cao nhận thức về quyền lợi của mỗi công dân để ngày 22 tháng 5 sắp xếp công việc tham gia bầu cử. Chúng tôi cũng rất khấn khởi và là được làm một cái cử tri để được lựa chọn đại biểu quốc hội này, trong hội đồng nhân dân tỉnh, hội đồng nhân dân huyện, hội đồng nhân dân xã. Là chúng tôi đã chuẩn bị và chúng tôi đã nghiên cứu rất kỹ. Là một cử tri thì chúng tôi là cũng rất mong đợi những cái ngày này, vì ngày bầu cử cũng cận kề sắp đến rồi. Thế toàn thể bản thân, gia đình và nhân dân là mong chờ cái ngày này. Thế nên vào cái ngày bầu cử thì qua cái danh sách đã được liêm yết của đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, thì chúng tôi sẽ nghiên cứu lựa chọn những cái người đủ tầm, đủ tâm, đức, tài để chọn vào quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp trong nhiệm kỳ này. Tôi đã nhiều lần tham gia bỏ phiếu bầu cử quốc hội, bầu cử hội đồng nhân dân các cấp, nhưng khi bầu lần này tôi thấy là đảng nhà nước rất quan tâm đến công việc bầu cử, trong đó rất tôn trọng quyền của người công dân. Chúng tôi rất phấn khởi thì vì thấy mình được thỏa đáng nguyện vọng để tự tay cầm lá phiếu đi bầu những đại biểu thay mặt cho đảng, cho dân, để có đủ đức tài lo đời sống của nhân dân ngày một được sung sướng. Bản thân tôi một cử tri thì trước tiên là chúng tôi là thường xuyên theo dõi, nghe đài báo chí, đồng thời kịp nhập cái thông tin để phát hiện, đồng thời thấy được danh sách các ứng cử viên. Đó là nhất. Cái là chúng tôi tìm hiểu nhiệm vụ, chức năng, vị trí của từng ứng cử viên, để trên cơ sở đó để chúng tôi có sự nhận định và lựa chọn những người có đủ đức, đủ tài đại diện quyền ý chí, quyền chủ nhân dân. Ngày 22 tháng 5 năm 2016, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Cử tri hãy sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Để bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 thực sự là ngày hội của toàn dân.